Laptop của nhà đang có 4GB RAM mà lại muốn lên đua Chanoi sao? Lần này lên RAM này nha anh em nhá. RAM Kingston dành cho laptop. Đây là 4GB 3200 CL22. Đây là RAM Sodium dành cho laptop và được lắp đặt tại Đài Loan. Trong hộp này có một thanh RAM bé tin hin và một cái hướng dẫn sử dụng anh em ạ. Thanh RAM này thì anh em thấy đấy, xanh ơi là xanh, giống với thanh RAM DDR2, DDR3 ngày trước mà anh em từng đụng vào ấy. Thì thanh RAM này đằng sau chả có cái gì cả. Nhưng mà đằng trước chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chip nhớ anh em nhá. 4 chip nhớ này mỗi chip 1GB để được tổng cộng là 4GB RAM. Ngoài ra ta sẽ còn có những cái thông số khác, những cái chip khác, những cái tem khác đầy đủ ở đây và có tem bảo hành chính hãng của SPC anh em ạ. Và tất nhiên rồi, em RAM này là RAM Sodium dành cho laptop và là DDR4 thôi anh em nhé. Và tất nhiên rồi, RAM laptop làm gì có RGB. Ngoài ra, em này sẽ có cái profile XMP là 3200 với các lần từ gì là 22 anh em nhé. Nói chung, nếu mà anh em muốn nâng cấp cái RAM của laptop mình thì đây cũng là một lựa chọn rất là rẻ tiền và vô cùng là hợp lý luôn. Anh em mua luôn vào ngay cho mình cảm nhé.